xin chào mọi người. Trong số trước, chúng ta đã biết tại sao thỏa thuận Bretton Woods bị xóa bỏ hoàn toàn. Vậy còn số phận của thế giới sau đó ra sao? Nền tài chính thế giới sẽ như thế nào? Mình là Cá và không để các bạn đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Khi nhắc đến Mỹ, bạn nghĩ tới gì? Cường quốc số 1 thế giới? Nhiều tiền? Hay dầu mỏ? Có thể nói rằng, ở đâu có dầu mỏ, ở đó có Mỹ. Với hơn 100 triệu thùng dầu được tiêu thụ mỗi ngày, Mỹ không thể nào bỏ qua cơ hội béo bở này được, và họ đã thực hiện kế hoạch Petrodollar, cách để Mỹ thao túng hệ thống tiền tệ thế giới. Trước khi đi sâu vào hệ thống này, mình có một câu hỏi cho các bạn. Một đồng tiền có giá trị nhờ vào điều gì? Đó chính là nhờ nó có thể quy đổi sang một vật khác, như cách chúng ta cầm tiền đi chợ hàng ngày. Và đồng tiền sẽ càng trở nên quyền lực hơn nếu như chỉ có nó mới có thể đổi được thứ mà mọi người đều dùng đến. Đó chính là cách mà hệ thống petrodollar hoạt động. Tất cả các quốc gia trên thế giới chỉ có thể mua dầu mỏ bằng đồng đô la Mỹ, y hệt như cách của thỏa thuận Bretton Woods buộc các quốc gia mua vàng bằng đô la Mỹ. Từ sau khi thỏa thuận Bretton Woods tan vỡ, giới tinh hoa Mỹ đã nhắm tới Ả Rập Xê Út, quốc gia có trữ lượng và số lượng khai thác dầu mỏ lớn bậc nhất thế giới. Vậy là từ đó, thỏa thuận Mỹ-Ả Rập Xê Út ra đời. Theo đó, Ả Rập Xê Út sẽ trở thành đồng minh của Mỹ và Mỹ sẽ cung cấp vũ khí cho họ. Đổi lại, Ả Rập Xê Út phải đáp ứng hai điều khoản. Thứ nhất, họ phải từ chối tất cả các loại tiền tệ khác để thanh toán cho việc mua dầu mỏ ngoại trừ đồng đô la Mỹ. Và thứ hai, họ sẽ phải mở cửa cho nguồn tiền dư thừa thu được từ bán dầu mỏ vào chứng khoán nợ của Hoa Kỳ. Sau Ả Rập Xê Út, lần lượt là toàn bộ các quốc gia Ả Rập tại Trung Đông, rồi các quốc gia OPEC cũng đều thực hiện hai điều khoản này để đổi lấy cam kết của Mỹ. Có thể nói, nhờ việc thao túng cả thế giới mua dầu mỏ bằng đô la Mỹ đã khiến Mỹ ngày càng hùng mạnh và giàu có hơn. Tuy nhiên, rốt cục, liệu chính phủ Mỹ có thực sự là người được hưởng lợi nhờ hệ thống petrodollar? Và nếu không, chủ nợ của Mỹ là ai? Tất cả sẽ có phần tiếp theo trên kênh của mình, được phát vào tối thứ tư ngày 16 tháng 6. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ thì tạm biệt tất cả các bạn. Xin chào mọi người. Ở phần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về hệ thống petrodollar, cũng như cách nó hoạt động cho đến ngày nay. Và mình có một câu hỏi ở cuối video, đó là liệu chính phủ Mỹ có thực sự là người được hưởng lợi từ điều này? Trong video này, mình sẽ trả lời câu hỏi đó cho các bạn. Mình là Cá, và chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào. Đầu tiên, chính phủ Mỹ có thực sự được hưởng lợi từ hệ thống này? Câu trả lời là có, nhưng chỉ trên danh nghĩa. Đúng là có tiếng nhưng lại không có miếng. Khi quyền in tiền nằm trong tay ngân hàng trung ương tư nhân, đó là Cục Dự trữ Liên bang Fed. Vậy liệu Fed có gì khác so với những ngân hàng nhà nước như ở Việt Nam? Chắc chắn là có, bởi vì như mình nói, Fed là một tổ chức tư nhân và hoàn toàn không chịu sự quản lý của chính phủ Mỹ. Trong giai đoạn chiến tranh, Mỹ đã in ra hàng tỷ đô la để viện trợ cho quân đội, và con số nợ quốc gia của Mỹ ước tính đạt 23.000 tỷ đô la. Và điều này khiến cho chính phủ Mỹ nhiều lần đứng trước nguy cơ đóng cửa. Nhưng chỉ cần một vài động thái của Fed là mọi thứ lại ổn định như trước kia. Bên cạnh đó, Mỹ còn là con nợ của các quốc gia khác như Trung Quốc hay Nhật Bản. Tuy nhiên, do quyền in tiền không nằm trong tay chính phủ, cho nên dư nợ không thể trả được hết. Điều này chỉ có thể làm được nếu như giành được quyền in tiền từ Fed về tay chính phủ Mỹ. Đơn giản là vậy, nhưng mọi thứ lại không diễn ra như thế. Bởi vì trong lịch sử, bất cứ ai dám bật lại Fed một cách tình cờ đều bị ám sát không lâu sau đó, cho dù đó có là các chính trị gia hay kể cả Tổng thống Mỹ. Và sau đây, mình sẽ đưa ra một số sự kiện trong lịch sử. Đầu tiên, đó là giai đoạn năm 1861 trở về trước. Chính phủ Mỹ là con nợ của dòng tộc Rothschild, một dòng tộc vô cùng giàu có và nắm giữ việc in ấn và phát hành đô la Mỹ. Do bất bình về việc áp đặt lãi suất quá cao, mà Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Abraham Lincoln đã cho phép chính phủ Mỹ tự in tiền. Tuy nhiên, sau đó vài năm,
Tổng thống Lincoln đã bị ám sát. Sự kiện thứ hai, đó là thời Tổng thống John Kennedy, khi ông cố ý định tước bỏ quyền lực của Fed và lấy lại quyền tự in tiền và phát hành đô la. Ngày 4 tháng 6 năm 1963, khi ông ký quyết định lệnh hành pháp số 1110, xóa bỏ lệnh hành pháp trước đó để chuyển quyền in tiền và phát hành tiền về tay chính phủ Mỹ. Thời gian này, đã có hơn 4 tỷ đô la được in ra, và sự khác biệt của hai tờ tiền đó là ở hàng chữ United States Note thay vì Federal Reserve Note và dấu in màu đỏ thay vì màu xanh như ngày nay. Cho dù việc làm này là đúng quyền hạn của một vị tổng thống, nhưng các lãnh đạo Fed lại không hề thích điều này. Thậm chí, họ còn từng là thế lực ủng hộ Kennedy lên được ghế tổng thống. Vì thế, khi 4 tỷ đô la đó còn chưa kịp cho lưu hành, thì vào ngày 22 tháng 11 năm 1963, Tổng thống Kennedy đã bị ám sát và số tiền kia cũng bị tiêu hủy và thay thế bằng tiền của Fed in ra. Cuối cùng, đó là khoảng 6 năm sau, khi chiến tranh Việt Nam làm tiêu tan vị thế của Tổng thống lúc bấy giờ là Lyndon Johnson, thì em trai của Tổng thống John Kennedy là Robert Kennedy trở thành ứng viên sáng nhất cho cương vị Tổng thống kế tiếp của nước Mỹ. Ngài đã tuyên bố sẽ kế tục những tâm nguyện còn dang dở của người anh trai mình. Tuy nhiên, thật đáng buồn khi Robert Kennedy tiếp tục bị ám sát ngay vào buổi tối ông ta thắng cử trở thành ứng viên của Đảng Dân Chủ tại California. Có thể nói, Fed như cột tổ kiến lửa, bất kỳ ai cố ý định vào đều phải trả giá. Cho dù là các đời tổng thống sau, cũng không ai cố ý định can thiệp vào câu chuyện in tiền của Fed nữa. Vì vậy, không có gì nghi ngờ khi nói rằng Fed là chủ nợ của Mỹ và thao túng hoàn toàn hệ thống tiền tệ quốc gia. Tuy nhiên, liệu Fed có thực sự đủ quyền lực như ta nghĩ? Và cho đến nay, đã có quốc gia nào đứng lên đối đầu với Fed? Đến đây video cũng dài rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 3 được phát vào ngày 23 tháng 6 trên kênh của mình. Còn bây giờ, tạm biệt các bạn. Xin chào mọi người. Ở hai phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về hệ thống Petrodollar và chủ nợ của Mỹ, Fed. Ở cuối video, mình có một câu hỏi. Liệu Fed có thực sự đủ quyền lực như ta nghĩ? Và cho đến nay, đã có quốc gia nào đứng lên chống lại Petrodollar? Mình là Cá, và chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với hệ thống này. Không thể phủ nhận rằng những ai có quyền lực sẽ không dừng lại mà tiếp tục chiếm lĩnh những khu vực khác, thậm chí dùng vũ lực, chiến tranh để đè bẹp những ai cố ý định cản trở. Và Mỹ là điển hình. Mà mình muốn nói tới ở đây, có thể nói, để duy trì quyền lực của mình trên trường quốc tế, Mỹ đã liên tục gây chiến tranh để cướp đoạt tài nguyên cũng như cách để khẳng định vị thế của mình với các nước. Và đích nhắm tiếp theo của Mỹ, theo thứ tự ưu tiên, sẽ là những nước có dầu mỏ nhưng không chấp nhận làm tay sai. Và sau đó là những nước toan tính phá vỡ hệ thống Petrodollar của Mỹ. Hiểu đơn giản là chấp nhận mua bán dầu bằng thứ ngoại tệ khác ngoài đô la Mỹ. Sự thật là Mỹ coi Petrodollar như một công cụ quyền lực để thao túng hệ thống tiền tệ thế giới. Thế nên không dễ gì để một quốc gia khác động chạm tới. Thậm chí, Mỹ sẵn sàng dùng sức mạnh quân đội để ra tay. Và trong lịch sử, đã có những quốc gia bị Mỹ dập cho tơi tả khi chỉ mới cố ý định phá vỡ hệ thống Petrodollar. Cái tên mà mình muốn kể tới đầu tiên ở đây đó là Iraq, một quốc gia ở Trung Đông với trữ lượng dầu mỏ dồi dào. Nhưng khi dám chống lại Mỹ, Iraq đã gần như suy kiệt sau thất bại trong chiến tranh vùng vịnh lần 1 năm 1991, khi bị tới 34 nước do Mỹ đứng đầu đánh cho tơi tả và liên tiếp các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc do Mỹ giật dây sau đó. Năm 2000, Tổng thống Iraq lúc bấy giờ, ông Saddam Hussein, tuyên bố sẽ bán dầu thô bằng cả đồng euro chứ không chỉ lấy đô la Mỹ. Chớ trêu thay, chiến tranh đã lập tức xảy ra. Mỹ dựng chuyện Hussein bí mật sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, đe dọa an ninh Mỹ và cấu kết với tổ chức khủng bố Al-Qaeda để lật đổ chính quyền ông Hussein, đánh chiếm Iraq. Tuy nhiên, cái cớ thật sự là Mỹ muốn ngăn ngừa các nước thành viên OPEC bắt chước Iraq bán dầu lấy euro. Sau bài học của Iraq, chẳng một nước nào dám làm điều tương tự. Cho đến năm 2011, ông Gaddafi, tổng thống của Libya, đề xuất về đồng dinar vàng, đồng tiền chung của châu Phi. Ông Gaddafi kêu gọi các nước châu Phi và Hồi giáo
chung tay tạo ra một đồng tiền mới cạnh tranh với đồng đô la Mỹ. Theo kế hoạch, Liên minh châu Phi, một tổ chức na ná như Liên minh châu Âu-EU, sẽ chỉ bán dầu thô và các tài nguyên khác cho ai trả bằng đồng bina vàng. Nếu ý tưởng này thành sự thật, cán cân thương mại thế giới sẽ thay đổi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống tài chính thế giới. Lúc đó, châu Phi sẽ trở thành một thế lực tài chính đáng gờm. Tuy nhiên, Mỹ không thể bỏ qua việc này và chỉ mấy tháng sau, Liên quân Anh, Pháp, Mỹ và sau đó là tổ chức quân sự NATO tấn công Libya, lật đổ cái gọi là chế độ độc tài khát máu Gaddafi. Và cuối cùng là Venezuela, quốc gia có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới, cũng không thoát khỏi tầm ngắm của Mỹ. Mặc dù ban đầu, Mỹ chỉ dừng lại ở việc cấm vận kinh tế do quốc gia này không chịu sự phục tùng. Tuy nhiên, vào năm 2018, Venezuela đã có một bước đi không thể ngờ được khi niêm yết giá dầu thô bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Và sớm muộn, quốc gia này cũng sẽ khó mà thoát khỏi sự trừng phạt của Mỹ. Vậy chả lẽ không quốc gia nào dám đứng lên chống lại Mỹ và hệ thống petrodollar? Và cái gai trong mắt của Mỹ đã không cho Mỹ có cơ hội được lộng hành. Đó là nước Nga dưới thời Tổng thống Putin. Phải nói rằng, petrodollar đã hoạt động trơn tru cho đến khi nước Nga của Putin xuất hiện. Nga sẵn sàng bán dầu mỏ và khí đốt để đổi lấy đồng tiền khác ngoài đô la Mỹ. Thông qua đó, phá đi vị thế độc quyền của đồng đô la dầu mỏ. Một số nước khác như Iran cũng theo gương và loại bỏ đô la Mỹ khỏi giao dịch dầu mỏ của họ. Người Nga hiểu rằng thoát khỏi đồng đô la là cách duy nhất để các nạn nhân thoát khỏi sự xâm lược của Mỹ. Và ngay khi Nga và Trung Quốc thông qua, đó có thể là sự kết thúc của quân đội Hoa Kỳ. Mặc dù Mỹ đã áp dụng cấm vận và gây khó dễ cho Nga từ lâu, nhưng thực sự ngài Putin cũng chả ngán điều này. Vậy còn Trung Quốc thì sao? Mỹ đã dùng chiến tranh thương mại để kìm hãm Trung Quốc, nhưng tương lai sẽ ra sao thì ta chưa thể biết được, bởi vì không thể phủ nhận tiềm lực kinh tế của quốc gia này là rất lớn. Qua 3 phần của petrodollar, chúng ta đã có cái nhìn cụ thể về hệ thống này cũng như sức ảnh hưởng của nó cho đến ngày nay. Mình có bỏ sót thông tin nào không? Và rất mong mọi người hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết. Nếu các bạn thấy video hay, hãy để lại cho mình một like và một đăng ký. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.